xẻo thì trừ nợ. Biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế để chữa bệnh cho con bây giờ. Số tiền lớn như thế tôi làm gì có chứ. Chú cũng biết đấy, nhà tôi cũng đâu có hơn gì nhà chú. Biết làm sao bây giờ? Cả cái làng này đều phải chạy từng bữa ăn, thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế? May ra thì còn nhà Phú Ông, nhưng Phú Ông thì nổi tiếng độc ác, thù dai và hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Cũng khó lắm, nhưng chẳng còn cách nào. Chú cứ thử xem sao. Rõ khổ thằng bé quá. Vâng, cảm ơn bác. Thằng bé nhà mình đã từng có lần làm thằng con Phú Ông ngã, tí nữa thì ông ấy đốt cả nhà. Làm sao mà ông ấy cho mình vay chứ? Nhưng mà cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Có chuyện gì mà thập thò ngoài đây? Dạ bẩm ông, con có chuyện gì thì nói nhanh lên. Dạ bẩm ông, thằng bé nhà con nó đang bị bệnh nặng lắm, phải cần 100 bạc để chữa bệnh, mà con thì túng quá nên đành mạo muội sang đây, xin ông cứu giúp ạ. Ngươi còn dám phát mặt sang đây mà vay mượn nữa à? Dạ con biết lỗi của con rất lớn, nhưng xin ông làm ơn làm phúc ạ. Còn hắn đã làm con trai ta ngã chảy cả máu chân, chẳng nhẽ ta lại cho hắn vay tiền dễ dàng thế hay sao? Ta đã có cách, 100 bạc đối với ta chẳng là gì, nhưng vừa được tiến thúc, vừa bắt hắn phải trả giá. Thôi được, thương nhà ngươi, ta sẽ cho nhà ngươi vay tiền. Ông sẽ cho con vay tiền ạ? Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Nếu sau 2 tuần đúng giờ ngọ ngươi không trả được nợ, thì ta sẽ lấy của ngươi 1 cân thịt. Tự tay ta sẽ làm điều đó. Ông xẻo 1 cân thịt trên người con? Đúng vậy, nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Làm thế nào bây giờ? Không có tiền thì thằng bé sẽ không qua khỏi. Đã đến nước này, thôi thì dạ, vậy con xin vâng ạ. Làm sao mà ngươi có đủ tiền để trả cho ta cơ chứ? Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trời ơi, xoay mãi mới đủ tiền, bây giờ đã quá ngọ mất rồi. Làm thế nào đây? Thế nào, đã có tiền trả nợ cho ta chưa? Dạ thưa ông, con chật vật mấy ngày nay mới gom đủ số tiền trả nợ ông. Bây giờ con xin trả ông. Nhờ có nó mà thằng cu nhà con mới hết bệnh à? Thằng này xoay tiền cũng giỏi phết. Nhưng không sao, mày làm sao mà thoát được chứ? Ngươi có nhầm không vậy? Đến 12 giờ trưa nay là đã hết hạn rồi. Bây giờ đã là 1 giờ chiều, có trả tiền ta cũng không lấy nữa. Bây giờ ngươi phải thực hiện giao ước đi. Thưa ông. Thưa gửi gì? Bắt hắn lôi về cho ta. Con xin ông. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Kính chào quan lớn ạ. Các ngươi làm gì mà ầm ĩ giữa đường thế? Thưa quan lớn, tên này vay tiền của con và đã giao ước nếu đến hạn mà không trả được nợ, con sẽ tự tay cắt 1 cân thịt trên người hắn. Bây giờ quá hạn rồi, vậy mà hắn còn định trốn. Nhận của quan lớn ở đây, mong ngài phân xử giùm. Dạ, thưa quan lớn, hôm nay đến hạn, con đã đi hết làng trên xóm dưới gom đủ số tiền trả Phú Ông, chỉ chậm có 1 khắc giờ thôi. Vậy mà Phú Ông không nhận, nhất quyết đòi lấy thịt con. Mong quan phân xử ạ. Lại có kiểu vay lãi kỳ cục và độc ác như vậy sao? Hóa ra dân nghèo vẫn phải chịu khổ như thế này, vô lý. Có thật ông không muốn nhận lại tiền không? Dạ vâng ạ. Nếu vậy thì cứ làm theo ý ông. Ôi, đội ơn quan lớn, quan lớn quả là sáng suốt. Bay đâu, lôi nó về cho ta. Khoan, nhưng ông phải làm đúng yêu cầu này. Tự tay ông sẽ xẻo 1 miếng thịt của anh kia, vừa đúng 1 cân. Nếu miếng thịt thừa hoặc thiếu dù chỉ 1 gram, cả nhà ông sẽ bị tử hình. Ngoài ra, tất cả gia sản cũng bị tịch thu.
Hả? Làm sao mà xẻo được đúng một cân chứ? Tôi không muốn đòi một cân thịt của hắn nữa. Xin cho tôi đòi lại số tiền vay thôi ạ. Không thể được. Lúc nãy ông đã chối không nhận tiền mà chỉ đòi cân thịt. Vậy ông cứ làm. Nếu không làm thì ông sẽ phải nộp phạt 1.000 đồng vì tội chống quan. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Dạ thưa, tôi không đòi gì nữa ạ. Tiền cũng không ạ, mà thịt cũng không ạ. Vậy thì ông hãy nộp phạt rồi ngồi tù 4 năm vì tội độc ác, dùng tiền để áp bức người khác. Tội đó cần phải trừng trị. Trời ơi, đội ơn quan lớn, đội ơn quan lớn. Người mẹ cải nam trang. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về bà Shisha Abu Dao ở Ai Cập cải trang thành nam giới để tìm việc nuôi con suốt 43 năm. Ở nhà với mẹ ngoan nha con. Bà sẽ về sớm với hai mẹ con. Cô lại ra chúng ta, có chuyện rồi. Chú Maris gặp nạn ở công trình. Cô ra đây ngay đi. Hả? Tại sao anh lỡ bỏ mẹ con em mà đi chứ? Nè, cô có sao hay không? Đừng làm chúng tôi sợ. Chị hãy còn yếu lắm. Chú ý nghỉ ngơi và tránh xúc động mạnh nha. Trời ơi, khổ thân cháu của tôi. Tại sao lại chọn ngày hôm nay để chào đời chứ? Rồi mẹ con nó biết sống như thế nào đây? Con gái à, con phải can trường, mạnh mẽ lên chứ. Nếu không bé Ada Khan biết phải làm sao bây giờ? Mẹ đây, mẹ thương, mẹ thương mà. Hả? Trời ơi, con bé sốt cao như thế này, sao không đưa nó đi bệnh viện đi? Để vậy sao mà được? Sao con còn đứng đó nữa? Mau đi thu dọn đồ đạc, đưa con bé đi đi chứ. Nhưng con... Thôi, chuyện đó tính sao đi. Bây giờ quan trọng vẫn là sức khỏe của con bé. Tôi xin ông mà, hãy để cho tôi thay chồng của tôi được tiếp tục làm việc ở đây đi mà. Bây giờ con gái của tôi đang nằm ở viện, tôi rất cần tiền. Xin ông hãy thương tình cho. Tôi biết chứ, nhưng mong cô hãy hiểu cho. Bây giờ tôi nhận cô vào làm thì sẽ rất phiền toái. Công việc làm ăn của tôi khó mà yên ổn được. Hai đời lại đi nhận một người phụ nữ làm thợ xây cơ chứ. Cô cầm tạm ít tiền mà lo cho cháu. Tôi chỉ có thể giúp cô được từng này. Mong cô nhận cho. Sao rồi hả con? Bác sĩ đang hối nộp viện phí kìa. Nếu không họ từ chối chữa trị bây giờ. Vì con là phụ nữ nên không chỗ nào dám nhận con vào làm hết mẹ à. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Con sẽ cải trang thành đàn ông để đi xin việc. Hả? Con à, con bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Vì tiền mà con định chối bỏ thân phận ba mẹ ban cho. Vì tiền mà con biến thành kẻ dối trá, ngay cả giới tính của mình sao? Ba mẹ không chấp nhận chuyện đó đâu. Rồi còn nhà chồng của con, nếu họ biết thì sẽ ra sao đây? Nhưng một người phụ nữ đi xin việc rất khó khăn. Đã vậy, con còn không biết đọc, không biết viết, nên đó là cách duy nhất để con có thể kiếm được tiền mà.
Rồi mọi người nhìn vào sẽ đánh giá và gọi con bằng cái gì hả? Rồi còn nhà chồng của con, nếu họ biết thì sẽ ra sao đây? Đó là danh dự của cả hai gia đình đó, Lara à. Nhưng những đánh giá, định kiến ấy không thể nuôi con của con. Con không đành lòng nhìn thấy con của con đói khổ được, gào khóc, trong khi không ai giúp đỡ được gì. Bây giờ không có tiền, sức khỏe con sẽ ra sao đây? Nếu như con vẫn kiên quyết thành đàn ông như vậy, thì coi như ba mẹ không có đứa con này. Hai mươi năm sau. Không làm được thì nghỉ đi. Đàn ông đàn an gì mà chậm chạp vậy? Nè anh em, hôm nay cuối tháng rồi, đi giao lưu tí đi. Ừ được đấy, vẫn cho cũ nha. Ông anh dạo này phong độ hơi bị kém đấy nha. Thôi đi giao lưu với anh em tí đi. Làm cùng bao nhiêu lâu mà chưa có dịp ngồi với nhau. Hôm nay nhà anh lại có công việc rồi. Thôi hẹn chú hôm khác. Anh em mình thì thiếu gì dịp hen. Ôi trời ơi, nhiều lúc em không biết anh có phải đàn ông không nữa. Nói năng thì nhỏ nhẹ, bia bọt thì cứ thờ ơ như không. Chú thì thôi đi đi, không anh em chờ kìa. Con gái, có chuyện gì không vui à? Nói cho mẹ nghe nào. Từ bao giờ mẹ quan tâm tới cảm giác của con vậy? Con nói cái gì lạ vậy? Mẹ chỉ có một mình con, không quan tâm con thì quan tâm ai? Nếu như mẹ thật sự quan tâm tới con, thì mẹ hãy trở về là mẹ đi. Con không muốn khó xử mỗi khi ai đó hỏi đó là mẹ hay ba của mày. Mẹ có hiểu cảm giác đó hay không? Mẹ con thật không hiểu tại sao mẹ phải cải trang thành đàn ông làm gì. Nếu mẹ làm vậy vì nghĩ con cần có ba bên cạnh thì mẹ làm rồi. Điều con cần chỉ là một gia đình và một người mẹ bình thường thôi à. Nè, tình hình sao rồi con? Từ bây giờ nhà con phải sống đời sống thực vật rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con biết phải làm sao đây mẹ. Sao con lại khổ thế này? Đừng bi quan như vậy. Còn nước còn tát mà. Còn có mẹ ở đây mà. Sao về muộn thế con? Lại tăng ca à? Dạo này ở cơ quan ít việc nên con tranh thủ làm thêm bên ngoài. Được đồng nào hay đồng đó. Lại sắp tới hạn đóng viện phí rồi. Con cũng chưa biết xoay sở thế nào nữa. Mẹ xin lỗi. Tại mẹ vô dụng, không giúp gì được cho các con. Con à, con về rồi sao? Mẹ đi đâu đó mà mẹ lại cắt tóc ngắn đó à? Tại sao mẹ lại không hiểu sao dạo này tóc mẹ rụng nhiều quá nên mẹ cắt ngắn đi thôi mà. Mẹ chỉ có tuần này à, con cầm lấy lo thuốc thang cho nhà của con đi, rồi từ từ mẹ sẽ gom thêm. Chúng con không lo được cho mẹ thì thôi, ai lại lấy của mẹ như thế này? Mẹ còn lo được mà, cứ cầm lấy đi. Các bác thợ ơi, nghỉ tay ăn bánh, uống nước đi nè. Mẹ, sao mẹ lại... Cô nhầm rồi. Tôi làm sao có thể là mẹ của cô được. Hả? Chuyện này là sao? À, hóa ra bảy giả nam để vào đây làm sao? Vậy mà bấy lâu nay chúng ta không hay biết. Thật đáng khâm phục. Tại sao bảy có thể có sức mạnh phi thường như vậy chứ? Mẹ à, vậy là bao nhiêu năm nay mẹ giả nam không phải vì muốn con có ba mà để mẹ được kiếm tiền lo cho con.
Con đã không hiểu, con trách nhầm mẹ. Đến tận bây giờ, lẽ ra được tận hưởng tuổi già bên con cháu và là một người mẹ, người bà thật thụ, thì mẹ lại một lần nữa giả danh một người đàn ông để làm việc. Con thật tội, phải không mẹ? Cái con bé ngốc này, vì con, mẹ sẽ chấp nhận hết. Dù là phải đánh đổi cả tính mạng, mẹ cũng chấp nhận. Cảm ơn bà đã giúp tôi hiểu rằng trái tim của người mẹ, dù giàu hay nghèo, dù tài giỏi hay mù chữ, hóa ra cũng như nhau, đầy yêu thương con cái. Aladdin và cây đèn thần. Ngày xưa ngày xưa, tại một đất nước xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Aladdin, mồ côi cha từ nhỏ. Chàng và mẹ sống nhờ vào tiệm may nhỏ trong khu chợ. Cháu là Aladdin có phải không? Dạ, chú là... Vậy là đúng cháu rồi. Ta là anh em với cha cháu đây. Ta đi tìm gia đình cháu đã bấy lâu nay. Thật may giờ đã được gặp cháu. Dạ, khi còn sống ba cháu cũng từng nhắc tới có người anh em sống xa quê. Đúng vậy, chính là ta đây. Hôm nay ta đến đây, muốn đưa cháu tới một kho báu bí mật. Ngay bây giờ, cháu hãy theo ta. Kho báu bí mật ư chú? Nhưng mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, đợi một lát mẹ cháu về rồi chúng ta đi được không ạ? Cháu cứ đóng cửa tiệm lại, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt, kẻo lỡ việc, phải qua sa mạc nữa. Tới rồi đấy cháu của ta, bây giờ để vào được kho báu, cháu phải tuyệt đối làm theo những gì ta nói. Dạ thưa chú. Chú không phải người thường. Có gì đâu, mở cửa hang thôi mà. Cửa hang nhỏ này chỉ có cháu qua được thôi. Bây giờ cháu hãy vào trong. Ở đó sẽ có những bậc thang dẫn tới một khu vườn. Cháu không được hai thứ gì ở đó, mà phải đi thẳng tới cuối vườn có đặt một cây đèn cổ. Việc của cháu là lấy đèn đó mang ra đưa cho ta. Cầm lấy chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cho cháu. Không có gì đáng sợ cả. Nào, mau vào đi. Vào nhanh đi nào chàng trai, lấy cây đèn ra đây. Mình chưa từng thấy một vườn trái cây nào kỳ lạ thế này. Quả của chúng toàn bằng châu báu quý. Sao chú ấy lại muốn lấy mỗi cây đèn cổ cũ kỹ này? Trong khi xung quanh toàn ngọc ngà, châu báu, mình phải lấy mấy món về tặng mẹ mới được. Cứu cháu với. Mau ném cây đèn ra ngoài cho ta. Cháu không lên được, làm ơn cứu cháu. Hang sắp sập rồi. Ném cây đèn ra, ta cần cây đèn. Không, cứu cháu với. Mở cửa hang cho cháu với. Mở cửa cho cháu. Hừ, nhãi vô tích sự, cửa hang sẽ không được mở ra lần nữa đâu. Nhà ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Hãy ở đó mà chịu chết đi. Cứu tôi với. Ông hãm hại tôi. Thưa ngài, tôi là nhẫn thần, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi muốn về nhà. Hãy cứu tôi ra khỏi đây. Trời ơi, con đi đâu mà mãi giờ này mới về? Mẹ đã đi tìm con khắp cả chợ. Mẹ, con tưởng rằng không thể trở về với mẹ nữa kia. Cây đèn đó đây này mẹ. Mẹ xem có còn dùng được nữa không? Cây đèn quá cũ rồi. Để mẹ cọ sạch xem nào. Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của người. Vì người có chiếc đèn. Xin hãy cho tôi biết người cần gì. Mong ước của người chính là mệnh lệnh cho tôi. Mẹ con tôi đang đói. Chúng tôi muốn một bữa cơm thịnh soạn. Tuân lệnh chủ nhân. Đúng là cây đèn thần kỳ. Chúng ta đã có báu vật có thể biến tất cả điều ước thành hiện thực rồi mẹ ơi. Một ngày, Aladdin nhìn thấy công chúa của vương quốc khi nàng đi kiệu trong thành. Sắc đẹp của nàng đã khiến Aladdin mê đắm. Sao cơ? Con muốn mẹ đi hỏi cưới công chúa cho con à? Chuyện đó hoang đường quá con trai à? Gia cảnh nhà ta... Mẹ ơi, mẹ hãy mang theo số hoa quả bằng châu báu lần trước con mang về tới cung tiến vua và hỏi cưới nàng cho con.
con tin là nhà vua sẽ phải để tâm đấy ạ. À? Quả là ta chưa nhìn thấy châu báu nào quý hiếm thế này. Con trai bà hẳn phải là một chàng trai giỏi. Có một thanh niên ưu tú thế này trong vương quốc mà sao ta không biết tới nhỉ? Ngày mai, đích thân ta và công chúa sẽ tới thăm nhà bà. Dạ, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp người. Con ơi, nhà cửa của chúng ta đơn sơ thế này, sao có thể đón tiếp nhà vua và công chúa? Chưa nói đến việc hôm qua mẹ đã bảo gan làm theo mong muốn của con, đó là hỏi cưới công chúa. Mẹ quên mất là chúng ta còn có đèn thần ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi mẹ à. Lần này mẹ hãy để con tự đến gặp nhà vua. Khá lắm thần đèn. Giờ hãy cho ta một bộ trang phục hoàng gia và một con bạch mã đẹp để ta vào điện diện kiến vua và công chúa. Vâng, thưa chủ nhân. Nhà vua rất hài lòng với sự xuất hiện của Aladdin tại cung điện của mình. Công chúa cũng đã bén duyên chàng ngay cái nhìn đầu tiên. Aladdin sau đó trở thành phò mã của vương quốc và cùng công chúa sống rất hạnh phúc. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà nhà ngươi đang có. Cơ hội đến rồi. Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Aladdin sẽ rất vui nếu mình đổi chiếc đèn của chàng lấy chiếc đèn mới. Chiếc đèn của chàng đã cũ kỹ lắm rồi. Cảm ơn ông. Xin chào chủ nhân. Tôi là nô lệ của ngài vì ngài có chiếc đèn. Xin hãy nói mong muốn của mình. Cuối cùng thì ngươi cũng về tay ta rồi. Mau rời cung điện này. Và tất nhiên rồi, cả nàng công chúa xinh đẹp này nữa đến một nơi thật xa cho ta. Càng xa càng tốt. Nơi mà không có ai có thể lui tới. Tuân lệnh chủ nhân. Trời ơi, công chúa và cung điện của ta, làm thế nào bây giờ? Thưa chủ nhân, thần đèn mạnh hơn tôi rất nhiều, nên tôi không thể đưa cung điện và công chúa về đây. Nhưng tôi sẽ giúp ngài tới chỗ công chúa. Tất cả là do lỗi của em. Nàng hãy bình tĩnh, ta đến đây rồi. Giờ nàng chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi. Chúng ta sẽ thoát khỏi lão phù thủy. Cuối cùng thì nàng đã chịu chiều ta. Phải thế chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Thưa chủ nhân, tôi xin sẵn sàng nhận mệnh lệnh của người. Hãy chuyển cung điện về nơi cũ cho ta và để lão phù thủy kia ở lại vùng đất hoang vu này mãi mãi. Phò mã của chúng ta thật tài giỏi. Chàng không chỉ trị được lão phù thủy xấu xa mà còn giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp lên rất nhiều. Với sự trợ giúp của thần đèn, Aladdin đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trong vương quốc và trừng trị những kẻ gian ác. Tiếng thơm của vị vua Aladdin anh minh còn lưu danh hậu thế mãi về sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!